7. Bồ Tát đắc được quang minh chân thật vì nơi tất cả pháp đều dục tế tâm và pháp là bình đẳng. 8. Bồ Tát đắc được quang minh khắp tất cả thế gian thần thông biến hóa vì được Phật gia trì luôn không ngừng nghỉ. 9. Bồ Tát đắc được quang minh khéo tư duy vì đạt đến được bờ bên kia tự tại của tất cả chư Phật. 10. Bồ Tát đắc được quang minh tất cả pháp chân thật vì trong một lỗ lông khéo nói tất cả các pháp, đó là 10 thứ quang minh. Phật tử Đại Bồ Tát trụ tam muội này là được 10 thứ vô sở tác. Những gì là 10? Đó là thân nghiệp vô sở tác, lời nghiệp vô sở tác, ý nghiệp vô sở tác, thần thông vô sở tác, rõ pháp vô, không tánh vô sở tác. Biết nghiệp chẳng hư hoại vô sở tác, trí vô sai biệt vô sở tác, trí không sinh khởi vô sở tác, biết pháp không diệt vô sở tác, tùy thuận nơi văn chẳng hoại, nơi nghĩa vô sở tác, đó là 10. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát trụ tam muội này là được 10 thứ nghiệp vô sở tác, tức cũng là 10 thứ thanh tịnh, cũng có thể nói là 10 thứ pháp tịch diệt. Những gì là 10? Đó là: một, thân nghiệp vô sở tác, tức là thân thanh tịnh không ô nhiễm; hai, lời nghiệp vô sở tác, tức là miệng thanh tịnh không nhiễm ô; ba, ý nghiệp vô sở tác, tức là ý thanh tịnh không nhiễm; bốn, thần thông vô sở tác, thần thông vốn là thanh tịnh không có sở tác; năm, rõ pháp không tánh vô sở tác, thấu rõ tất cả được pháp chẳng có tự tánh, chẳng có sở tác; sáu, biết nghiệp chẳng hư hoại vô sở tác, biết được tất cả nghiệp thiện không hư hoại, chẳng có sở tác; bảy, trí vô sai biệt vô sở tác, trí huệ chẳng có sự chướng ngại, trí huệ chẳng có sự phân biệt, thông đạt được tất cả, đây cũng là vô sở tác; 8. Trí không sinh khởi vô sở tác, trí huệ chẳng có sinh khởi mà biết rõ tất cả, đây cũng là vô sở tác; 9. Biết pháp không diệt vô sở tác, vì Bồ Tát biết các pháp không sinh không diệt cho nên vô sở tác; 10. Tùy thuận nơi văn chẳng hoại nơi nghĩa vô sở tác, vì Bồ Tát hay tùy thuận nơi câu văn lại chẳng hoại nơi nghĩa lý cho nên vô sở tác. Đó là 10 thứ nghiệp vô sở tác. Phật tử Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này có vô lượng cảnh giới, đủ thứ sự khác biệt, đó là một nhập nhiều khởi, nhiều nhập một khởi, đồng nhập khác khởi, khác nhập đồng khởi, tế nhập thô khởi, thô nhập tế khởi, đại nhập tiểu khởi, tiểu nhập đại khởi, thuận nhập nghịch khởi, nghịch nhập thuận khởi, không thân nhập có thân khởi, có thân nhập không thân khởi, không tướng nhập có tướng khởi, có tướng nhập không tướng khởi, trong khởi nhập trong, nhập